Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm về cây Free Sword, một thanh kiếm mới. Nếu các bạn muốn có cây này thì các bạn phải đợi map AI mới, đó chính là Lâu Lan Cổ Mộ. Thì các bạn có thể cài cây này hoặc nó sẽ bán trong shop, mình nghĩ là như thế. Những cây kiếm này nhìn rất là đẹp, đẹp vãi cả linh hồn. Vâng, khi mà mình mang cây này vào rank ý, thì 4-5 thằng đồng đội nó súng lại nó nhìn. Nó nhìn mình bằng cái ánh mắt thèm thuồng và cực kỳ khát máu. Vâng, chỉ muốn giết mình ngay để cướp kiếm cơ, nhưng không thể giết được, tại vì đồng đội mà. Nó nhìn, nó hỏi: "Ơ, kiếm đâu ra vậy?" Nhưng mình không biết là trả lời như thế nào. Đây đây đây. Ôi ơi, làm gì mà căng. Vâng, level 14. Cầm ngay cái dao Kuri Roja. Vâng, chém ngay một phát thôi, đưa mình lên thiên đường. Đây rồi, hai con hàng. Á đu, chém chết luôn. Toàn gà thôi. Dạo này tặng gà mà. Mày ó ó này. Úi giời, double kill. Vâng, thanh kiếm đã cưỡng lại sự ó ó mà tặng ngay quả double kill vào mồm chúng nó. Lại đây, cái kiếm này chém được phê nhá. Úi giời, làm gì đây? Làm gì đây? Này thì gà này. À, yếu máu rồi. Mình sẽ chém thường. Đấy, chém thường. Chém thường cho các bạn xem. Một bé. Ôi, chém sớm. Chém sớm quá. Nếu các bạn chém ít đường thì cây này nó bá lắm. Không phải xoắn làm gì. Cần tất. Cần tất và cân cả đất xung quanh. Ôi, úp mặt vào tường. Thôi xong rồi. Rồi, gậy mân khi. Vâng, vũ công chứ. Rồi, mấy cái gậy đấy thì rất dễ ăn. Mình sợ nhất là gà thôi. Gà nó khó ăn. Tiếp tục. Tiếp tục multi nào. Đâu rồi? Anh em đâu? Bơi hết vào đấy. Trời ơi, mất cái multi của tôi. Rồi, không thể lấy được multi. Là thế, còn bị đập sấp mặt nữa. Hay lắm DM. À, AFK này. Của bố mày. Này, của bố mày. Lại đây. Ơ, nghĩ gì? Ôi giời ơi, cái thằng kia nó yếu máu kìa. Mà không biết ăn thằng nào, nó đồng quá. Ôi, bị đập chết rồi. Mình tính chém thường cái thằng kia. Thế đấy nào. Mình tính em ơi. Liếm cái thằng AFK trước. Kiểu bọn này nó liếm phí lắm anh em ạ. Ôi, đập xa thế. Này thì lồi lõm với bố mày này. Nghĩ gì? Dưới nước có người. Kệ bà nó đi. Chúng ta không quan tâm. Chúng ta muốn chơi trên mặt đất cơ. Đâu rồi? Bơi vào đấy. Hay lắm. Cây cái gì đây? Toàn gà thôi các bạn. Kêu ó ó. Đau hết cả tai. Bọn này không biết là nghĩ gì. Cứ cầm gà vào đây. Chắc bọn này tắt mic quá. Ê chết nhầm. Tắt loa. Chứ nghe tiếng ó ó như này thì sống làm sao mà được. Sống sao bây giờ? Vâng, kiếm rất là đẹp và mạnh. Vâng, nếu các bạn có cơ hội thì nếu đến lúc nó ra thì các bạn nên múc ngay vào luôn. Kẻ hối hận. Vâng. Làm gì đây? Mày đập gà này. Úi giời, lại gậy vũ công. Ê chết nhầm, gậy riêng vũ bang. Đây đây. Ê. Nghĩ gì? Lại đây. Tiên sư thằng gậy. Ôi, bình tĩnh nào để mình ăn thằng gậy xem. Ôi, một mạng nữa thôi để chết xàm thật. Mày ăn bố mày này. Rồi ok, mình sẽ tiếp tục trận nữa nhá. Vâng, đéo đúng được nào. Thằng này. Ôi, một phát nữa thôi là đi rồi. Tiếc thế. Vâng, nó rất là ngon anh em ạ. Mình sẽ tiếp tục một trận nữa để chứng minh cái độ ngon của nó. Cơ bản là gáo đập kinh quá thôi anh em ạ. Gáo nhiều quá. Vâng, toàn gà thôi, đúng một thằng gậy. Vâng, cái thanh kiếm này thì đập không quen thì chỉ sợ mỗi gà thôi. Còn nếu mà những cái vũ khí khác thì nó sẵn sàng ăn tất. Thế thôi. À, mới vào gặp ngay con gà. Này thì gà này. Dao. Dao găm này. What the hell? Vâng, búa. Mày búa cũng rồi. Vâng, vâng. Lao vào chết chùm. Lao vào chết chùm.
Gì đây? Tiếp nữa. Anh em đâu? Bơi hết vào đây cho mình ăn xem nào. Ôi, cái gì đấy? Ôi đậu phộng, mình lâu găm giết. Hư cấu vậy. Nó chém đằng trước mà đằng sau chết hết cả nồi. Ôi, búa đồng la thế. Búa chém hơi bị xàm ấy nhở. Xàm ấy nhở. Rồi. Lại đây, úi dồi mày như chim vậy. Ôi, vai mình ở sau bị thằng sau chém ạ. Mình cứ tưởng là thằng búa giết mình. Ôi. Ăn gì mà đen vậy bà. Vâng, không sao. Không sao, toàn lao vào mồm nó thôi. Mày ăn con hàng quá dễ rồi đấy con ạ. Ôi, quay ngược vào đây. Úi dồi, gà. Nhìn gà não hết cả ruột. Kinh thật. Gì đây? Búa này. Búa này. Úi dồi, kinh thế. Vâng, lao đầu vào chỉ có chết thôi. Khó hiểu. Mày ăn bố mày. Úi dồi, còn đi ngược tới nữa. Vai, mình bị lag à? Sao cảm giác như nó tóc biến vậy. Tóc biến vậy. Rồi, mày ăn bố mày không phải dễ đâu con ạ. Đập thường này. Đâu nữa? Đây, đây, đây. Con hàng AFK. La liếm AFK. Đây rồi, xổi hai con hàng đập nhau. Búa này. Búa này. Nghi gì? Vâng. Gà tiếp này. Ôi, thanh niên bị gì ấy? Bị la cả cứng. Bị la cả cứng. Rồi. Cứ mạng ngon là nó sẽ chém phê anh em ạ. Rồi 14 chết 6. Tuyệt vời. Cố lên. Lấy cái top nào. Còn 22 giây. Ơ, mình vào muộn à? Vâng, cái phòng này mình vào muộn rồi. Rồi không sao. Không sao. Vào muộn mà lấy top. Vào muộn mà lấy top. Rồi. Búa à? Hay lắm. Quyết tâm ăn thằng búa này. Quyết tâm ăn thằng búa. Ô, chém trúng người không chết kìa. What the hell. Vâng, vào phòng muộn và chỉ lấy được 17 mà. Không sao, như thế là nhất rồi. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Cái này không như sẻng đâu, nó vào nó lùa phát mồ đâu. Cái này phải có quá trình luyện tập kìa nó mới bá được. Cơ mà sẻng nó nhanh. Cái con gà nó cũng nhanh như sẻng mà.